Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay Chủ nhật thứ 10 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, giáo huấn số 28, đời ẩn tu. Các ẩn sĩ dầu không luôn luôn tuyên giữ cách công khai ba lời khuyên phúc âm, đã hiến dâng đời mình để ngợi khen Thiên Chúa và mưu cầu phần rỗi cho thế giới bằng việc sống cách biệt với thế gian hơn, trong sự thinh lặng đơn độc, trong việc chuyên cần cầu nguyện và trong sự sám hối. Các ẩn sĩ tỏ cho thấy phương diện nội tâm hơn của mầu nhiệm hội thánh và sự thân mật cá vị đối với Đức Kitô. Dầu mắt người ta không thấy, nhưng đời ẩn tu là sự rao giảng thầm lặng về Đức Kitô, đấng mà ẩn sĩ hiến dâng đời mình cho người, bởi vì người là tất cả mọi sự đối với họ. Đây là một ơn gọi đặc biệt nhằm gặp được vinh quang của đấng chịu đóng đinh vào thập giá trong hoang địa, trong chính cuộc chiến đấu thiêng liêng. Giáo lý hội thánh công giáo các số 921, 920, 921, 11 thứ 2, Thánh Ba-na-ba tông đồ lễ nhớ, 12 thứ 3, 13 thứ 4, Thánh An-tôn Padova linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 14 thứ 5, 15 thứ 6, 16 thứ 7, 17 Chủ nhật 11 thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Thông báo 1. Đức cha Giuse giám quản chức phận kêu gọi cộng đoàn giúp đỡ và đóng góp cho quỹ tương trợ linh mục. Các thánh lễ hôm nay xin cộng đoàn cầu nguyện và đóng góp cho quỹ tương trợ linh mục trong giáo phận. Sau thánh lễ có các bà trong hội, các bà mẹ đứng ở các cổng nhà thờ để xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thông báo 2. Thứ ba ngày 12 tháng 6 2018, mừng kính Thánh Damien Savio bổn mạng ban lễ sinh giáo xứ. Thánh lễ chiều lúc 17:30, mừng bổn mạng ban lễ sinh. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em trong ban lễ sinh nhân ngày bổn mạng. Thông báo 3. Trong giáo xứ Chúa mới gọi ông Francisco Xavier Vũ Xuân Ca về an nghỉ trong Chúa. Nghi thức tẩm liệm lúc 10 giờ ngày 10 tháng 6 2018. Thánh lễ tại gia lúc 16 giờ ngày 11 tháng 6 2018. Thánh lễ an táng lúc 5 giờ ngày 12 tháng 6 2018. Sau đó linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Francisco Xavier. Xin cộng đoàn lưu ý khi tham dự thánh lễ xin tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Thank you.
nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Là những người thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha, là mẹ của ta, là anh chị em của ta. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả mọi người chúng ta, nếu như chúng ta muốn tham gia vào gia đình Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta thi hành thánh ý của Thiên Chúa, khi chúng ta sống theo thánh ý của Thiên Chúa, thì chúng ta trở thành mẹ, thành anh chị em, thành con cái của Chúa Giêsu Kitô trên nước của Ngài. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên khắp toàn trời và bình an dưới trên cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
Chúa là đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiên hào, xin đáp lời con khai nài vang mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chích sách sáng thế. Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Đức Giêsu là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Giêsu là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Giêsu là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguồn rủa nhất. Trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú, mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mỗi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đó là lời Chúa. Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, có được cùng một lòng tin,
như đã chép. Tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người. Cho nên chúng tôi không chán nản, trái lại, cho dù người bên ngoài của chúng tôi đều tiêu tan đi, thì có người bên trong của chúng tôi càng ngày đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến với thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người làm ra. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ nước ấy không thể bền, nhà nào tự chia rẽ nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nó phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài, họ gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người,
có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Một ngày nọ, sau thánh lễ, có một anh chàng thanh niên cao to đẹp trai vào gặp cha xứ xin xưng tội. Cha xứ đồng ý và cha xứ ngồi vào tòa giải tội. Và anh chàng thanh niên đó kể tất cả những tội lỗi của mình ra cho cha xứ. Khi cha xứ nghe các tội mà anh chàng thanh niên đó kể ra, thì cha xứ rợn tóc gáy, vì tất cả các tội đó đều là những tội rất là nghiêm trọng. Khi đó cha xứ mới nghĩ thầm trong bụng rằng: Chắc cái thằng này sống lâu lắm cho nên mới phạm rất nhiều tội và nghiêm trọng như thế. Khi đó cha xứ mới nói với anh chàng thanh niên: Vậy thì tại sao con không tỏ lòng ăn năn sám hối để xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa? Khi đó anh chàng thanh niên mới trả lời cha xứ rằng: Ta là Lucifer, ta đã có từ ngàn xưa, ta không bao giờ ăn năn sám hối những gì mà ta xúc phạm đến Thiên Chúa của người. Khi đó anh chàng thanh niên đứng dậy lặng lẽ ra đi và tiếp tục sống trong tình tạ trạng tội lỗi muôn đời. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay có một điểm rất quan trọng, đó là Chúa Giêsu nói rằng có thể chúng ta phạm rất nhiều tội, ngay cả nói phạm thượng đến Thiên Chúa, thế nhưng những tội đó có thể được tha cho con người. Nhưng có một tội mà không thể tha cho con người, đó chính là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Thế nhưng tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha? Kính thưa ông bà cùng anh chị em, không phải Thiên Chúa không muốn mở rộng lòng mình ra để tha thứ tội lỗi cho con người, vì Thiên Chúa là đấng nhân hậu, từ bi, khoan dung, chậm giận và giàu lòng thương xót. Sao mà Ngài không tha thứ cho con người được? Cái điều không phải là Thiên Chúa không tha thứ cho con người, thế nhưng là vì con người cứng lòng tin, không muốn ăn năn sám hối, là điều con người không muốn nghe theo tiếng nói lương tâm, là tiếng nói của Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta ăn năn sám hối. Là vì con người cứng lòng tin, không đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, là vì con người cứng lòng tin, không nhận lấy món quà ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Vì cứng lòng tin cho nên con người từ chối Thiên Chúa, từ chối tin vào Thiên Chúa, từ chối sống với Thiên Chúa và từ chối thi hành thánh ý Thiên Chúa. Cho nên Chúa không thể nào tha thứ cho con người được,
vì con người không ăn năn sám hối và xin ơn tha thứ. Tội cứng lòng tin chính là sự kiêu ngạo. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu một cách nào đó nói khéo những người biệt phái, những người Pharisêu là những người cứng lòng tin. Ơn cứu độ đã đến, đã hiện diện trước mặt các ông, nhưng các ông không tin vào ơn cứu độ, không tin vào đấng cứu thế, không tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và trong lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta thấy có hai người phụ nữ. Người phụ nữ thứ nhất trong bài đọc 1 theo sách Sáng Thế Ký, người phụ nữ này tên là Eva, và người phụ nữ này đã kiêu ngạo, không vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, cho nên đã phạm tội. Và chính sự kiêu ngạo, không vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, cho nên tội lỗi đã tràn ngập vào thế gian cho đến tận bây giờ. Người phụ nữ thứ hai trong bài tin mừng ngày hôm nay có tên là Maria, là mẹ Chúa Giêsu. Người phụ nữ này sống khiêm nhường và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Thiên Thần hãy làm theo những gì mà Thiên Chúa đã truyền dạy. Ai là mẹ của tôi? Ai là anh em của tôi? Đó là những người thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Và chính người phụ nữ mang tên Maria đã sống khiêm nhường, sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Vì sự khiêm nhường và sống theo thánh ý của Thiên Chúa, cho nên người phụ nữ mang tên Maria này đã mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại khi Ngài nói hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa. Qua lời Chúa ngày hôm nay, một cách nào đó Chúa Giêsu muốn nhắc nhở con người chúng ta về tình trạng tội lỗi của mình. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy câu chuyện của ông Adam. Khi ông ta phạm tội thì Chúa đã tìm ông ta và hỏi ông ta rằng: Adam, ngươi ở đâu? Không phải là Thiên Chúa không biết ông Adam đang hiện diện ở đâu. Chúa biết tất cả mọi thứ, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Thế nhưng câu hỏi Adam, ngươi ở đâu, là một cách nào đó Thiên Chúa muốn đánh động vào lương tâm của ông, để ông ta thức tỉnh, để ông ta bừng tỉnh, ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Và câu hỏi mà Thiên Chúa hỏi Adam cũng là câu hỏi mà Thiên Chúa lặp đi lặp lại hàng ngày đối với từng người một chúng ta: con đang ở đâu, con đang làm gì đó? Là một cách nào đó Chúa muốn đánh động lương tâm của mình khi chúng ta đang sống trong tình trạng tội lỗi, để chúng ta bừng tỉnh, để chúng ta thức tỉnh, ăn năn sám hối, quay trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Cho dù chúng ta phạm tội nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa, cho dù chúng ta phạm tội nhiều đến mức nào đi chăng nữa, nếu như với một con tim bừng tỉnh, khiêm nhường, ăn năn sám hối, đến xin ơn tha thứ, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần đến cư ngụ, hoạt động và hướng dẫn con người chúng ta, để chúng ta sống khiêm nhường, ăn năn, quay trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Thank you.
Thiên Kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, lời Đức Hồng Thần là Đức Chúa Con. Người đã dùng các thiên tri mà phán dạy, hồi thiên hồi thành ghi những thánh hiền, công giáo qua công truyền. Hồi nguyện dâng có một phép rửa để tha tội. Hồi trong đời kẻ chết sống lại, xin chỉ đọc câu 1 và câu 4. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, lúc nào Người cũng yêu thương và muốn cho mọi người được sống hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Hội Thánh là đại gia đình của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong mỗi gia đình này luôn hết lòng yêu thương và chân thành cộng tác với nhau trong công cuộc rao giảng tin mừng. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Thân phận của Đức Kitô chính là những người thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta luôn sẵn sàng thực thi thánh ý của Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối, ăn năn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cô xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người chúng con được phục hồi, để là nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thời thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đấng thiên. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Hoàng Giuse, Đức Cha Lui và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả những tội tớ Chúa, là hai linh hồn Giuse, hai Vincente và Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đổi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
xin thông báo Đức cha Giuse giám quản giáo phận kêu gọi cộng đoàn giúp đỡ đóng góp cho quỹ tương trợ linh mục. Các thánh lễ ngày hôm nay xin cộng đoàn cầu nguyện và đóng góp quỹ tương trợ linh mục giáo phận. Sau thánh lễ có các bà trong hội, các bà mẹ đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dùng ơn thiên của bí tích này để chữa lành và bô dương chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.